Мусорщики Владикавказа – самые продвинутые рисковые мусорщики в стране!
falei, eu sabia que ia tomar, gente, eu sabia. Được rồi. Dạ. Xe đây, mở xe đi. Xe em đóng rồi anh ơi. Hả? Đóng rồi. Hai, 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 ba. Ui dồi. Quá sợ. Như phát mình. Ây da, giật nhanh, cái này mới dễ lật.